Bộ nhận dạng thương hiệu ngày nay là một yếu tố không thể thiếu trong việc giới thiệu công ty. Nó không chỉ định hình hình ảnh và danh tiếng của công ty, mà còn tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với khách hàng. Bằng cách tạo ra một bộ nhận dạng thương hiệu sáng tạo và độc đáo, công ty thể hiện sự chuyên nghiệp và tạo dựng lòng tin từ khách hàng. Bộ nhận dạng thương hiệu cũng giúp tăng cường sự nhận diện và nhớ đến công ty. Khi khách hàng nhìn thấy logo, màu sắc và phong cách thiết kế đặc trưng, họ sẽ liên tưởng ngay đến công ty và những dịch vụ chất lượng mà họ có thể nhận được. Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh và tạo sự tò mò, đồng thời thu hút sự quan tâm từ đối tác và khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, bộ nhận dạng thương hiệu còn giúp xây dựng lòng trung thành từ khách hàng. Khi khách hàng cảm thấy gắn kết với thương hiệu và tin tưởng vào chất lượng và dịch vụ của công ty, họ sẵn lòng trở thành những đại sứ cho thương hiệu, giới thiệu công ty đến với người khác và tạo ra sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Hãy để In Ấn Thời Đại cùng bạn xây dựng hình ảnh thương hiệu cùng công ty bạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hotline 0938676730.